Rồi quý vị ơi, tiếp theo là một cây kim quýt 1951, 200k bao ship toàn quốc. Đó, cái cây này bán là tỷ lệ này quý vị. Anh nào Quảng Nam, Đà Nẵng, Đắk Lắk, 3 tỉnh không giao hàng được nha. Quen thì ship code lạ chuyển khoản nha. Cái đế nó còn tuốt ở dưới nha quý vị. Về bươi ra, môi ra cái đế nó còn dưới, cành nhánh ở trên này về đây. Đó, nè tỷ lệ nó đây nha. Có nhánh hết trơn rồi nè. Về banh bệnh nó ra thì có một cây điền nha. Rồi 200k bao ship nha. Đó, đó lại đây. Ừ, có cái dáng vẽ của cái cây nha quý vị. Đó, rồi xuống luôn 200k.